Sáng ngày 6 tháng 11, 2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành, Bến Tre đã thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Duy, sinh năm 1997, ngụ xã Phước Thạnh, huyện Châu Thành để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo điều tra, trước đó vào tối ngày 29 tháng 10, 2020, do không có tiền tiêu xài, Duy cùng với đối tượng tên Phước là bạn tù không rõ địa chỉ, thường trú, chạy xe mô tô đến địa bàn xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành để tìm người có tài sản, ra tay giật lấy. Tại đây, cả hai phát hiện một nam học sinh chạy xe đạp điện có mang theo túi xách, bên trong có 65.000 đồng. Duy liền phóng xe lao tới để Phước giật lấy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Cũng với phương thức trên, ngày 30 tháng 10, 2020 và 1 tháng 11, 2020, Duy và Phước tiếp tục giật một điện thoại di động và một túi xách của hai phụ nữ ở xã Phú An Hòa và xã Tân Thạnh, huyện Châu Thành. Đến trưa ngày 1 tháng 11, 2020, Nguyễn Quốc Duy đột nhập vào nhà một hộ dân ở một xã Tân Thạnh. Để trộm tài sản thì bị người dân phát hiện bắt giao công an xử lý. Riêng đối tượng Phước hiện đã bỏ trốn. Công an huyện Châu Thành đang khẩn trương điều tra tiến hành truy bắt tên Phước để xét xử theo quy định của pháp luật.